Phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây đã không còn là điều quá xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Thậm chí có người còn chấp nhận là chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu ngoại hình giống như một ngôi sao nổi tiếng thế giới hay là búp bê Barbie. Tuy nhiên, bỏ tiền để phẫu thuật trở thành một người ngoài hành tinh phi giới tính, giống như một chàng trai trẻ người Mỹ thì chắc chắn là không phải ai cũng dám làm. Chàng trai 22 tuổi người Mỹ Vinio sống tại bang California đã chi hơn 50.000 đô la Mỹ để tiến hành 110 cuộc phẫu thuật với hy vọng trở thành người ngoài hành tinh phi giới tính. Vinny bắt đầu bơm môi khi mới 17 tuổi, sau đó anh tiến hành hàng loạt phẫu thuật khác về gương mặt, má, trán, gọt xương. Thêm nữa, để giống người ngoài hành tinh thì ông còn đeo kính áp tròng đen và nhuộm những màu tóc lạ. Vinny từ nhỏ đã tự thấy mình là một người không thuộc giới tính nào và cảm thấy bị mọi người ruồng bỏ. Vinny còn đang có kế hoạch chi thêm 160.000 đô la Mỹ nữa để phẫu thuật cắt bỏ núm vú rốn vào bộ phận sinh dục. Hiện đã có một người ở Australia được công nhận là người phi giới tính đầu tiên trên thế giới.